Hello mọi người, là em anh Tuấn kia tân sinh nhất đây ạ. Thì hôm nay là một buổi sáng đẹp tốt lành vào cuối tháng 9 và em thấy có hai chiếc Kia Sportage vừa về màu nâu, và đây là lần đầu tiên mà em thấy màu nâu thiệt sự ngoài đời luôn. Tại vì đó giờ là xe Sportage về rất là nhỏ giọt vì tình trạng thiếu linh kiện. Cho nên là những cái màu xe hiếm này thường là đặt hàng rất là lâu. Đó, em sẽ quay một vòng cho mọi người cùng xem. Đây, hai chiếc cùng màu nâu luôn. Mã màu của xe này là màu nâu BE2. Đó, hai chiếc y chang luôn, y chang phiên bản luôn. BE2 màu nâu. Kia Sportage phiên bản 1.6 turbo máy xăng. Đó. Thì những cái màu hiếm như thế này, dù hiếm nhưng nếu như quý anh chị đặt hàng ngay bây giờ thì cuối năm nay vẫn sẽ có xe cho quý anh chị đi chơi Tết. Thì hiện tại thì đang là cái mùa cao điểm về số lượng xe về, dự kiến là từ giờ đến cuối năm xe sẽ rất là khan. Cho nên là mình hãy nhanh tay, nếu như thực sự có quan tâm đến dòng xe thì liên hệ ngay cho em Tuấn, số hotline là 0981 187 492, gặp em tư vấn và em sẽ báo cho anh chị chi tiết cụ thể tình hình tiến độ xe về. Đó, em sẽ quay một vòng, bởi vì xe đang lóc cửa cho nên là em không thể mở vào bên trong nội thất được. Tổng quan xe. Rồi, em Tuấn là chào anh chị nha. Bye bye.